Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ mở một cái khóa học về 8051. Thì như mình thấy thì cái con 8051 này quan trọng là nó sẽ rẻ đúng không? Nó phù hợp với những cái ứng dụng của mọi người, ứng dụng những cái mà không đòi hỏi phải là nhiều RAM hoặc nhiều ROM hoặc là tốc độ hoặc gì đó đúng không? Ví dụ như là mọi người làm LED trái tim chẳng hạn, hoặc đồng hồ chẳng hạn, hoặc là những cái ứng dụng nào nó bình thường đúng không? Thì cái lựa chọn 8051 này là cái lựa chọn khá là chính xác, bởi vì giá thành nó khá là rẻ so với lại những cái dòng pick thì giá ví dụ như là 50 hoặc 60 hoặc 65 đúng không, nghìn đúng không một con. Thì con 8051 này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm ví dụ tầm 20.000 hoặc đến 25.000 là tối đa thôi. Thì đâu đó nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí cho mọi người, và cũng như là những cái bạn mới đúng không? Bạn mới bắt đầu tiếp cận với điều khiển thì mọi người có thể tiếp cận với dòng 8051 này, bởi vì nó khá là cơ bản để mọi người có thể là sau này mọi người tiếp cận những dòng khó hơn, ví dụ như là PIC chẳng hạn, hoặc là STM vân vân. Thì mình sẽ cố gắng làm nào để cái khóa học này nó sẽ là đi thật chi tiết để cho mọi người mới có thể là học được đúng không? Mọi người có thể là xem nếu có bất cứ cái gì vướng mắc hoặc câu hỏi, mọi người thì comment bên dưới, sau đó là mình sẽ làm video để giải thích để mọi người sẽ hiểu hơn, hiểu kỹ về cái dòng 8051 này. Thì video này mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách để cài đúng không, cài cài những phần mềm để về học nó, và mình sẽ giải thích chi tiết hơn những cái phần mềm này ý nghĩa là gì, tại sao lại cần phải nó. Thì đầu tiên mình sẽ phải cần là cái thằng Kelsey cho 8051 rồi. Thì Kelsey nó hỗ trợ rất nhiều cái con điều khiển, 81 là một con điều khiển đúng không, nó hỗ trợ rất nhiều dòng điều khiển. Thì mọi người cài thì mọi người sẽ gõ từ Kelsey for 8051 này thì nó sẽ ra một cái này, mọi người nhấn vào download này, product download này, thì mọi người sẽ nhìn thấy được là Kelsey nó hỗ trợ cho là những cái dòng ví dụ như dòng Cortex đúng không, ARM này, hoặc là những cái phát triển cho 8051 device này, hoặc là những cái 80251 device, là những cái dòng dòng này hoặc khác. Thì ở đây mình sẽ tải cái thằng thằng phiên bản này về, phiên bản này về. Ok, đến bước này thì mọi người chỉ cần điền thông tin của mình vào đây, và nó sau đó submit thì sẽ tải được cái phần mềm này về. Rồi, tải về. Sau khi mọi người tải về, mọi người cài thì nó khá đơn giản. Cái này thì mình sẽ không hướng dẫn, bởi vì là thực tế thì nó chỉ next next thôi, không mọi người không cần phải phải có setup gì đặc biệt. Mọi người next next sau đó nó sẽ ra được một cái phiên bản Kelsey này, một cái icon như này ở trên desktop. Thì tại sao lại phải cần đến phần mềm Kelsey này đúng không? Một câu hỏi tại tại sao lại phải cần phần mềm này? Thì bình thường khi mọi người viết ví dụ code C chẳng hạn, hoặc là bất cứ cái ngôn ngữ nào đúng không? Thì ví dụ như là hàm void main chẳng hạn, hoặc là hàm bất cứ hàm gì đúng không? Làm sao để con chip nó hiểu? Đấy là một cái function void main, chắc chắn con chip nó sẽ không bao giờ hiểu được. Thì nó sẽ cần một cái gọi là biên dịch đúng không? Biên dịch để biên dịch từ cái code đó sang cái mà con chip có hiểu được. Con chip nó chỉ hiểu được là 0101 thôi, đúng không? Thực tế con chip nó thiết kế sâu sâu bên trong nó chỉ là những cái con chan đóng mở đúng không? Vậy nó sẽ hiểu chỉ 0101 thôi. Vậy làm nào để nó hiểu được cái đoạn đấy thì nó cần phải có một cái phần mềm để biên dịch ra, đúng không? Thì con chip nó sẽ hiểu được những cái ví dụ như là cái đuôi chấm chấm hex này đúng không? Đuôi chấm LF này, hoặc là bin hoặc gì đó. Thì ở đây con 811 này mình sẽ biên dịch ra một cái file hex và dùng cái phần mềm này. Ok, tại sao lại sinh ra phần mềm này mình đã giải thích đúng không? Tiếp theo là khi mọi người cài xong nó sẽ sinh ra cái này, ok rồi thì mọi người sẽ phải là tải cái data sheet của con này về. Rồi. Hiện tại thì mình sẽ làm về cho con 89C52 này. Đúng không? Tại sao mình lại làm trên con này? Thì những cái dòng phổ thông ấy thì nó có là 89C51 này, đúng không? C52 này. Đây là toàn bộ cái họ của 81 đúng không?
C51 này, C52 này, hay là S51 này, hoặc S52 này, vân vân. Thì những cái dòng đó nó sẽ khác nhau, có những cái điểm khác nhau. Ví dụ RAM ROM nó có thể là lớn hơn, đúng không? Nhưng mà tại sao mình lại lại làm con C52 này? Thì bình thường đúng không? Bình thường khi mọi người làm một cái viết một cái chương trình gì đó, mọi người cần phải là kiểm tra xem là, ví dụ mọi người viết một cái chương trình nháy một con led bất kỳ đúng không? Thì mọi người sẽ phải kiểm tra là xem là mình đã viết đúng chưa, bằng cách là mình nạp vào con chip thực tế đúng không? Mình mua hẳn cái mạch nạp và cái con chip thực tế, mọi người nạp vào và mọi người nhìn thấy được con led nó sáng hay không, đúng không? Nhưng mà ở đây mình muốn là mô phỏng thôi, mình không có mạch thực tế đúng không? Mình học mô phỏng này cũng ok. Và ở đây hiện tại phần mềm mô phỏng hiện tại mình đang dùng cái bản Pro 8 này, thì mình search là 89S51 này sẽ không có, đúng không? Nó không support không hỗ trợ ở đây. 52 nó cũng không có này. Thì ở đây mình search từ C51 có đây này. Đây, mọi người nhìn thấy C51 có này. Hoặc C52 nó cũng có này. Đấy, vậy là mình sẽ quyết định là mình sẽ làm về con 89C52 này. Bởi vì nó đã có trên bộ tất và mình có thể là mô phỏng nó có thể chạy được mà mình không dùng mạch thật. Thì cái khác điểm khác nhau nó không quá nhiều. Mọi người chỉ cần học con này, con S này là gì nó cũng giống hệt nhau thế thôi, không khác nhau quá nhiều. Ok. Thì mọi người cần phải là tải cái dataset này về, đúng không? Tại sao lại phải sinh dataset là gì, tại sao lại phải có nó, đúng không? Thì bình thường những cái dòng chip ấy, bất cứ cái dòng chip nào ấy thì mình muốn lập trình ra nó thì mình sẽ phải cần có một cái tài liệu. Và tài liệu đấy là từ bọn hardware, đúng không? Bọn hardware nó sẽ là nó sẽ cung cấp cho mình. Nó tạo ra con chip thì nó sẽ biết được là làm nào để con chip nó hoạt động như thế nào, đúng không? Thì nó sẽ viết một cái tài liệu cho mình. Và nó gọi là, ở đây nó gọi là dataset, đúng không? Ví dụ mọi người làm con pick hoặc là bất cứ một cái dòng view kỹ nào đó, mọi người sẽ trước tiên mọi người tải phần mềm về. Điểm tiếp theo là mọi người sẽ phải tải dataset của con đó tương về. Mọi người đọc, mọi người sẽ làm được những cái lập trình ra được những cái mà mình muốn, đúng không? Còn nếu mọi người không tải về thì mọi người chắc chắn mọi người sẽ không biết được là mình muốn, ví dụ làm nháy con nét thì mình muốn làm gì, đúng không? Mình muốn các bước làm như thế nào mình sẽ không giờ biết được. Thì ở đây họ đã nói chi tiết những thông tin trên con, ví dụ C52 bất cứ ở đây. Thì cái dataset này nó sẽ là chứa toàn bộ, đúng không? Bình thường khi mình lập trình ấy, mình chỉ cần một cái dataset cộng với lại một cái mạch, đúng không? Là mình có thể chạy làm được rồi, mình không cần phải hỏi ai cả, đúng không? Thì ở đây mình đã tải sẵn về rồi. Đây, mình đã tải sẵn nó về rồi. Những bài sau mình sẽ mở ra và mình sẽ hướng dẫn. Thì bài này mình sẽ chỉ nói về cái tải phần mềm này cộng với lại cách tạo project, đúng không? Thì ở đây mọi người sẽ vào kênh của mình để cài cái thằng Proteus này, đúng không? Nếu mọi người chưa có mạch thật thì mọi người nên cài cái Proteus này để mô phỏng, để kiểm tra xem led của mình nháy ok không, đúng không? Nếu mà mình làm led trái tim, đúng không? Hoặc là làm cái gì đó. Thì ở đây mọi người software thì mọi người chỉ cần vào cái thằng đây. Ở đây thì có một bạn đã hướng dẫn cách cài cái bản Protus này. Hoặc là ví dụ mọi người có một cái thư viện gì đó, mọi người có thể add Protus đều được. Cái nhược điểm của Protus này, cái mô phỏng ấy, thì nó rất là tùy đôi, đúng không? Ví dụ như là mọi người bình thường một con chip nó thiết kế ra ấy, nó sẽ cần là thạch anh, đúng không? Bất cứ con chip nào cũng cần thạch anh, coi như là một cái bộ dao động của nó. Thì đối với Protus mình không cần vẽ thạch anh, không cần vẽ thạch anh nó vẫn chạy được, bởi vì nó rất là lý tưởng rồi. Thì bài sau mình sẽ nói về cái dây, đúng không? Những cái ví dụ như là kết nối thạch anh như thế nào, hoặc là chân reset như thế nào. Ok, khi mọi người tải được cái này ok rồi, cài được phần mềm ok rồi, và sau đó học cái khóa C của mình ok rồi, và bắt đầu mọi người sẽ tạo project, đúng không? Tạo project cho nó, tạo project này.
Đây, đây mọi người bấm New này, New Project này. Và mọi người chọn đến cái đường dẫn nào mọi người làm ở đó đúng không? Ở đây mình sẽ tạo folder này và New Project này. Đây. Mình sẽ copy cái tên này và mình đặt nó là New Project đúng không? Mọi người chống mình thôi. Thì ở đây mình đã lập trình trên dòng em nên là mình đã có hai cái phiên bản đúng không? Mọi người chọn cái này, rồi chọn phiên bản này là cái mà mình vừa mới cài cho thằng Tab 01. Mình bởi vì mình đã cài cả hai phiên bản cho em, cả cho em đây. Đây là những cái cho em. Thì nhìn thấy những cái cho em mà mình đã lập trình cho những cái dòng em này. Thì mình sẽ chuyển sang đây mình chọn 801 đúng không? Mình sẽ search là 89 AT đúng không? 89 C52. Ok, nó sẽ sinh ra một cái đây là mình sẽ chọn chip đúng là chip 89 C52 của mình. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy được cái mô tả ngắn về cái C52 này. Thì nó sẽ có những cái này, thông tin là như này, time interrupt các kiểu này. Thì những cái thông tin này thì mọi người có thể là sau này học mọi người sẽ hiểu hơn đúng không? Ban đầu thì mọi người chưa hiểu về ngắt priority, các kiểu UAT là cái gì. Thì ở đây thì mọi người sẽ quan tâm, ban đầu thì đã quan tâm về những cái bộ nhớ đúng không? Bộ nhớ mọi người chắc sẽ biết rồi. Giống như cái máy tính của mình thì nó sẽ cần bất cứ cái dòng điều khiển nào nó cũng có cái bộ nhớ RAM đúng không? Giống máy tính của mình RAM và có một cái bộ nhớ khác là bộ nhớ flash đúng không? Tức là bộ nhớ mà khi mà lưu dữ liệu nó sẽ không bị mất điện và nó không bị mất dữ liệu đi, còn thằng RAM lại khác đúng không? RAM mất điện sẽ bị mất dữ liệu. Nó cũng giống như cái máy tính của mình, máy tính cổ cứng với lại RAM, hai cái khác nhau. Ổ cứng là mình lưu và không dữ liệu sẽ không bị mất đi thì mất điện, còn RAM thì sẽ bị mất. Đấy, thì một vài dòng chip ấy nó sẽ không có cái flash nội chẳng hạn đúng không? Flash thì nó sẽ có flash nội này đúng không? Bên trong chip và flash ngoài ở nằm ở ngoài. Đấy, ví dụ những cái dòng C52 thì nó sẽ có 2K flash memory, 8K flash memory với 128 byte RAM đúng không? Mình có thể là xem chuyện dòng S xem. Đây. Đây mọi người nhìn thấy đúng không? RAM nó khác đúng không? 256 đúng không? Còn thằng này này chỉ 128 thôi. Đấy nó khác cái bộ nhớ RAM. Và những cái thông tin ở trên nó cũng khác đúng không? Đấy, đại lại đấy là một cái mọi người có thể phân biệt được điểm khác nhau. Đấy, mọi người sẽ tra ở đây ví dụ như thằng 1 chẳng hạn. Đấy, thì ở đây như mình thấy là nó có hai timer counter gì đó đúng không, khác với thằng kia. Đấy, thằng này có ba gì đó, đấy nó khác nhau, mọi người sẽ là so sánh ở đây. Okay, mình chọn mình đang làm việc với lại con C52 thì mình sẽ chọn C52 này. Ok này, thì mọi người có thể là nhấn vào thằng này đúng không, mọi người sửa đúng không, hoặc là mọi người nhấn vào đây tùy target, mọi người sẽ sửa thành new project của mình. Ok, ok đây thì nó sẽ chuyển sang new project, hoặc là mọi người có thể là kích đúp vào đây. Ok. Đấy mọi người sẽ kích đúp thì nó sẽ ra, mọi người sẽ tùy, hoặc mọi người vào đây mọi người sẽ. Thì ở đây mình cần phải thêm một cái file main nữa đúng không? Không cần phải main mới chạy được. Thì ở đây họ có một cái option là thêm một cái file mới hoặc là thêm cái file đã tồn tại, hoặc mọi người sẽ thêm file tồn tại. Thì ở đây mình sẽ thêm một cái file mới ở đây là main và mình chọn nó là .c thì nó sẽ sinh ra một cái file main .c này. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu là include cái header của thằng C52 này đúng không? Sau này mình sẽ giải thích những cái đống này để làm gì đúng không? Hiện tại mình sẽ tạo project thôi. Ok, bây giờ mình thử build đúng không? Mình đây chỉ là một cái tạo cái bình thường thôi. Sau này mình sẽ giải thích những chi tiết hơn về cái này. Mình bắt đầu build chương trình này. Đấy, không lỗi, không warning. Bắt đầu là mọi người sẽ, ở đây mọi người sẽ cần setup này. Ví dụ như là thằng anh, mọi người chọn là ví dụ như là 12 mb hoặc là 24 mb, tùy. Ví dụ mình chọn 12 mb chẳng hạn.
IME chẳng hạn, output mình gen ra được cái file hex đúng không? Nếu mọi người không kích thì nó sẽ không gen ra. Mọi người cần phải kích vào đây thì nó sẽ gen ra được cái file ví dụ file hex đúng không? Như này. Object này. Bây giờ mình thử kích đúng không? Kích vào này. Mình view lại này. Đấy, nó sẽ sinh ra một cái file .hex này. Và file này khi nạp vào được và view khiển và view khiển nó có thể chạy được đúng không? Cái đuôi .hex này. Đấy, đây là toàn bộ về cái lý thuyết về cơ bản để mọi người tiếp cận với lại bắt đầu tiếp cận với lại dòng 8051 thì mình xin hết, thì mọi người có bất cứ câu hỏi gì mọi người comment bên dưới mình sẽ